chúng ta sẽ làm việc thêm với một vài cái công cụ tiếp theo. Nó không phải là cái công cụ quá quan trọng, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết được một số các vấn đề cụ thể khi mà các bạn làm việc ở trên nền Corel. Trước hết là chúng ta nói về cái công cụ ghi chú về mặt kích thước. Khi mà các bạn làm một cái bản thiết kế gì đó thì thường là các bạn sẽ phải chú thích cái kích thước vào trong cái bản thiết kế của mình, ví dụ như là một cái hộp, ví dụ như là một cái phong bì, ví dụ như là một cái zip, vân vân. Tất cả mọi thứ thì thiết kế là một chuyện, chúng ta thiết kế một cách chính xác ở trên cái bản thiết kế của mình, tuy nhiên là cũng vẫn cần phải có những cái chú thích về mặt kích thước để cho người xem người ta có thể nắm bắt được ngay một cách chính xác cái kích thước của sản phẩm, thay vì việc là người ta phải bấm vào cái thiết kế của mình để xem khai báo xem là nó dài rộng bao nhiêu. Thế thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta có nhóm công cụ sẽ hỗ trợ chúng ta. Cái nhóm này chúng ta sẽ có các công cụ thuộc cái nhóm công cụ được gọi là dimension. Ví dụ như là tôi thiết kế một cái cavisit chẳng hạn, tôi có thể vẽ ra một cái như thế này. Gốc của nó thì nó sẽ là cái kích thước là ví dụ như là 90 nhân với 55 chẳng hạn. Thì đây là cái kích thước chuẩn của một cavisit. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thiết kế theo cái kích thước như thế này thì nó đúng là cái kích thước thật rồi. Nhưng mà khi mà đưa cho khách hàng thì bao giờ chúng ta cũng phải có chú thích vào, tại vì là đôi khi chúng ta còn thiết kế theo cái khuôn khổ mà nó lại lệch ra khổ chuẩn ấy. Ví dụ như là ở một cái cavisit chẳng hạn, khổ chuẩn của nó như chúng ta vừa mới điền vào đây là 90 x 55 mm chẳng hạn, đấy là cái phôi có sẵn ở trong các cái hộp phôi mẫu và chúng ta thiết kế in lên trên đấy. Tuy nhiên là cũng có những trường hợp là người ta thiết kế nó không đúng như khổ chuẩn chẳng hạn như là thường nếu mà tôi thích làm theo cái kiểu gọi là 90 x 50 hơn chẳng hạn, để cho nó trường cái cáp hơn đấy, với cái khổ như thế này. Thế thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới cái sự trợ giúp của cái công cụ của dimension này để chúng ta chú giải và một cách cụ thể hơn. Thì ở đây chúng ta có một số các cái công cụ như thế này, đó là công cụ parallel dimension, công cụ horizontal vertical dimension, công cụ angular dimension, công cụ segment dimension và công cụ tripod Cornell. Thì tất cả những cái này nó sẽ giúp cho chúng ta chú giải vào cái bản thiết kế. Trong đó thì cái công cụ parallel dimension này là công cụ mang tính tổng hợp một chút, thì nó có thể giúp chúng ta giải quyết được đa chiều. Ví dụ như là tôi chú giải một cái kích thước thì tôi sẽ làm như sau. Các bạn chọn công cụ, sau đó thì các bạn bấm vào một cạnh như thế này, tiếp tục là các bạn kéo xuống cho tới khi nào các bạn thấy chạm vào cái cạnh còn lại, sau đó thì các bạn nhả chuột ra. Sau khi nhả chuột rồi thì các bạn có thể kéo nó ra phía ngoài như thế này, thì các bạn sẽ thấy cái đường gióng nó sẽ chạy theo cái con chuột của chúng ta. Đến đây là các đường gióng, và chúng ta còn thêm một cái thao tác nữa là điền các cái con số cụ thể vào để mà chú giải một cách chính xác hơn. Thì các bạn có thể đưa chuột vào một cái điểm nào đó, sau đó thì các bạn kích chuột đây, thì nó sẽ đưa các con số, đưa các thông số vào đây. Đây là chiều cao, ví dụ như cái kích thước của cái thiết kế này của tôi nó không theo chuẩn chẳng hạn, nó là 90 nhân với 50. Thế đây, chiều này cũng vậy, tôi có thể đặt chuột vào đây đó, sau đó thì tôi kéo mà được cho tới khi nào mà tôi dừng lại, kéo lên trên, muốn con số nó đặt vào đâu thì tôi sẽ đặt chuột vào cái khu vực đó và kích chuột thì nó sẽ điền tham số vào đây. Ở đây thì chúng ta lưu ý một chút là các cái con số này thì nó có thể được điều chỉnh bằng các cái ô nhập liệu ở trên cái ô tùy chọn ở trên thanh property đấy.
ví dụ như là đây đơn vị là mm này đấy, rồi thì các cái display unit nó sẽ ghi chú vào đây là cái đơn vị là như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa, đó là cái text position. Chúng ta có các cái tùy chọn khác nhau đấy, ví dụ như dynamic dimension này hoặc là gì đây ạ, text position. Các bạn sổ danh sách này ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều các cái phương pháp khác nhau, ví dụ như là text ở trên đường dòng này, text ở giữa đường dòng này, text ở dưới đường dòng này, text ở giữa và nó có hai mũi tên là chọn vào này, vân vân. Thì những cái này là chúng ta nên lựa chọn trước khi mà chúng ta kéo công cụ để mà chúng ta thiết lập các cái số đo. Để sau khi thiết lập xong cái này thì chúng ta mới tiến hành là nhấp chuột, tại vì là một khi thiết lập xong thì chúng ta nhả chuột ra như thế nào là nó sẽ ghi chú rằng chúng ta luôn thay như thế. Thế cái này là chúng ta thường là đo ngay thẳng trên bản vẽ để lấy số liệu thực của cái đối tượng mà chúng ta đang làm. Đấy, đây là chiều dài này, chiều rộng này. Đôi khi nếu mà chúng ta cần chiều chéo thì chúng ta sẽ đo theo cái cách là cũng đặt chuột vào điểm đầu. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo nó thả sang gì đây, điểm thứ hai. Tại điểm thứ hai các bạn nhả chuột ra thì nó sẽ nhận được cái tham số của cái điểm mà các bạn đặt chuột. Sau đó thì các bạn có quyền là gì đây, kéo chéo như thế này. Và lúc này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những tham số chéo. Đây, chúng ta quan sát lại. Như vậy là với cái công cụ Parallel Dimension này, các bạn có thể là đo được 3 chiều. Đấy, chiều ngang, chiều dọc và chiều chéo. Đấy, thao tác của nó hết sức trực quan, rất là dễ như thế này. Thế còn như thế này là một cái mà nó tương đối là đơn giản, nó vuông thành sắc cạnh, thì chúng ta có thể là cũng không nhất thiết là chúng ta phải điền như thế này, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái bản thiết kế nó phức tạp hơn nữa. Chẳng hạn như trong trường hợp như thế này, các bạn vẽ một cái bản thiết kế của một cái hộp chẳng hạn. Thế ví dụ như là nó sẽ có các cái tai, những cái nắp gập vào tai và nắp gập thì nó sẽ không không vuông thành sắc cạnh đâu, tại vì vuông thành sắc cạnh thì nó không gập vào với nhau được, nó sẽ chồng chéo nó khó. Chẳng hạn như thế này, một cái hộp như thế này, bây giờ tôi muốn làm một cái lưỡi chai chẳng hạn, đây là thân đúng không, đây là nắp, nắp xong rồi lại phải có thêm một cái gì nữa nhỉ, một cái lưỡi chai để gài vào gập vào nữa đúng không. Ví dụ như này, những cái lưỡi chai này thì không ai người ta làm thẳng như này, tại vì làm thẳng như thế này thì không gập xuống được, mà người ta sẽ phải làm là cho nó hơi vác vào trong một tí. Đó, hơi vác vào trong một tí thì thường là người ta sẽ làm nào, ví dụ tôi không thể để hình chữ nhật là để đo nhanh vẽ nhanh thôi, nhưng riêng bắt đầu vẽ chéo vào thì tôi sẽ công thường quy, tôi biến đổi nó thành cái công thường quy để tôi biến đổi nó thành cái hình hình vẽ mà có hình chữ nhật thôi, nhưng nó không còn thuộc tính của hình chữ nhật nữa. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ Shape Tool này, tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn bao lấy hai cái điểm điều khiển trên này, tôi sẽ sử dụng cái đây Stretch or Scale Node này đó, sau đó thì giữ Shift và tôi kéo một bên như thế này, khi tôi kéo một bên thì bên kia nó cũng sẽ kéo theo đấy, và lúc này thì cái lưỡi chai của tôi nó sẽ chéo vào trong, chéo đều như này. Thế thì tôi cũng sẽ phải làm một cái thao tác là gì đấy ạ, minh họa cho người ta biết được là cái khoảng này nó lùi bao nhiêu đúng không? Hoặc là ít nhất thì tôi cũng phải làm theo cái cách là tôi đặt chuột vào đây. Kéo sang đây. Và tôi ghi chú cho người ta biết được là cái khoảng này là bao nhiêu.
Tương tự như thế thì lúc này mình sẽ lại phải làm thêm một cái ghi chú nữa ở dưới này đúng không? Dưới cái chân này là bao nhiêu? Cái đoạn thoát lại là bao nhiêu? Đúng không? Ví dụ như thế này. Thì chúng ta làm như thế này thì chúng ta mới chuyển cho khách hàng hoặc là chuyển cho nhà in, người ta nhìn như thế này, người ta biết được chính xác luôn là cái kích thước cái bản thiết kế của mình là bao nhiêu, thay vì việc là cứ phải bấm vào tận nơi để mà chúng ta xem nó khai báo bao nhiêu. Mà như thế này thì không có cái này thì rất khó. Tôi có thể đo được cái chân, tại vì là cái đoạn này là nó tính theo cái đoạn rộng nhất đúng không? Nhưng cái đoạn thu lại này thì không thể biết được. Thì chúng ta phải dùng các công cụ như thế. Thế đấy là cái công cụ đầu tiên ở trong nhóm là cái công cụ Parallel Dimension. Thế còn cái thằng Horizontal Vertical Dimension này thì nó sẽ đơn giản là đo theo chiều ngang, đo theo chiều dọc. Trường hợp này thằng này nó không có chiều chéo. Đấy. Đơn thuần là chỉ đo theo ngang và dọc thế thôi. Ví dụ như là đo phần dưới này chẳng hạn, cái hộp này chẳng hạn. Đó. Tôi chọn Horizontal. Đấy, thì bây giờ tôi chỉ việc là đo bằng cách là đặt vào đây. Đó. Kéo sang thả. Thằng này cũng tương tự như vậy. Đấy thì là nó sẽ đo theo cho chúng ta theo hai cái kích thước là ngang và dọc. Đấy, thằng này thì các bạn thấy đấy, tôi muốn kéo theo chiều chéo nó không cho. Nó chỉ kéo ra hoặc đường ngang hoặc đường dọc cho tôi thôi, chứ nó không cho phép tôi kéo chiều chéo như là cái công cụ Angular kia. Thế thì bây giờ chúng ta xem tiếp tới trường hợp tiếp theo nữa. Đó là công cụ đây. Cái công cụ Angular Dimension. Thằng này thì cho phép chúng ta là đo theo góc. Đo góc thì nó sẽ sử dụng như thế này. Và quan sát. Muốn đo một góc nào đấy. Đây ví dụ chúng ta vẽ ra một cái góc đi. Ví dụ như này. Đó. Tôi có một góc như thế này nào. Tôi muốn đo xem là nó bao nhiêu thì tôi sẽ sử dụng công cụ. Dạ, ví dụ. Tất nhiên những cái này thì chúng ta có thể là tăng hay giảm cái hàm số của cái phần đo góc này. Và trong trường hợp góc này thì không nên chẻ nó vào giữa. Đó. Chèn vào giữa như này thì chúng ta đang thấy là nó đang bị tình trạng là rất là khó nhìn. Chúng ta nên là thiết lập lại trước cái này. Có nghĩa là chọn công cụ này. Đấy và sau đó thì chúng ta chọn ví dụ như là text about chẳng hạn. Đấy, cho nó nằm hẳn trên đi. Đấy và bây giờ chúng ta sẽ đo lại. Và nên kéo cái đường này nó dài một tí tẹo thì cái cung nó sẽ lớn hơn. Đấy, đặt từ một góc như thế này, đúng không? Kéo một đường dọc theo cái một chiều. Sau đó đến đoạn mà chúng ta cảm thấy đủ rồi, chúng ta sẽ buông chuột ra và chúng ta kéo nó sang bên cạnh tiếp theo. Sau khi mà chúng ta đặt vào cái điểm mới này, kích chuột một cái là để xác nhận và cuối cùng là chúng ta co kéo để xem là cái đường này nó kéo rộng lên hay là thu lại.
Và cuối cùng thì kích chuột thì chúng ta sẽ có cái kích thước nó điền vào đây. Trong trường hợp này thì như các bạn thấy đấy, chúng ta nên thiết lập nó nằm ở phía trên thì nó sẽ đỡ những cái đoạn díu. Tại vì nếu như mà chúng ta đặt ở giữa này mà cái góc mà chúng ta kéo nó nhỏ tí tẹo thì là nó không đủ chỗ để mà nó đặt các cái tham số vào đây. Thì đây là công cụ đo góc. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái công cụ tương đối đặc biệt là cái công cụ Shapeman Dimension. Shapeman Dimension này thì nó không thường sử dụng cho cái những cái bản vẽ mà theo cái kiểu là hai chiều đơn thuần, mà nó bắt đầu nó có cái sự tức là nó không phải góc bình thường nữa hay là vuông vắn bình thường nữa, mà nó là thường nó có cái tính chất giật cấp. Ví dụ như chúng ta thiết kế mặt cắt của một cái kệ để hàng đó, nó giật cấp 1 cấp 2 cấp 3 cấp gì đó. Ví dụ như này, tôi vẽ ra một cái kệ mà để tôi bày hàng hạn này, 1 2 3, ví dụ như này. Đó. Thế thì bây giờ tôi cũng cần phải biết được là cái từ đây đến đây nó cao bao nhiêu, từ đây đến đây nó cao bao nhiêu, ví dụ thế, từ đây đến đây nó xa bao nhiêu. Thì những trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Shapeman. Đấy, thì các bạn có thể là đặt chuột vào đây. Đó. Sau đó nhấp kéo ra và nhấp chuột như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta là đo được cái khoảng bề mặt của cái bệ này nó là bao nhiêu. Cũng tương tự độ cao của bệ này thì chúng ta lại đặt chuột vào. Đó, kéo này. Kéo lên này. Đấy. Ở đây cũng thế, chỉ cần là gì đấy, bấm chuột một cái nó tự động đo được nhá. Cái thằng này thì chúng ta không cần kéo, nhưng mà chúng ta chỉ cần bấm tại một điểm thôi là lập tức là nó sẽ bắt được. Đấy. Đây, ví dụ bấm này, lập tức nó sẽ đo đến cái đoạn mà gãy đứt của bệ này. Đấy. Thì các bạn thấy với cách như thế này là chúng ta có thể chú giải tương đối dễ cái đoạn nào đấy mà nó giật nhiều cấp như thế này, nó không vuông thành sắc cạnh hẳn theo cái tổng mà nó cứ gập ghềnh lên xuống theo từng bậc, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này. Thế còn cái cuối cùng thì nó là cái tripod Cornell. Cái trường hợp này thì nó là một cái chú thích mang tính chất là dài dòng văn tự hơn. Cách dùng như thế này, các bạn bấm chọn công cụ, sau đó thì các bạn bấm vào cái chỗ mà các bạn muốn. Đó. Sau đó thì các bạn kéo cho tôi như thế này. Đây. Đến đây. Ví dụ. Nó sẽ đưa cho các bạn một cái phương pháp là vẽ một cái mũi tên. Vẽ một cái mũi tên trỏ vào đâu đấy. Và đến đoạn sau này thì nó sẽ cho phép chúng ta đánh cái chú thích vào. Đây, xem lại cách thức. Đúng không? Đặt chuột vào này, kéo ra cái chỗ mà các bạn cần này. Đấy, kéo dài kéo ngắn thì tùy chỗ, tùy cái hình của bạn to nhỏ đến đâu. Đấy, sau đó thì nhả chuột ra và các bạn có thể kéo cái đường này ngang dọc thế nào tùy các bạn. Đấy, sau khi mà các bạn xác định được cái chiều dài rồi thì các bạn chỉ cần là nhấp chuột một cái thì nó sẽ xuất hiện cái dấu nháy ở đây cho các phép các bạn nhập cái chú thích chú dài. Đấy, bằng cách như thế này thì các bạn có thể là chèn thêm các cái chú thích vào. Đấy, đây là cái gì, kia là cái gì, chỗ này cần phải làm thế nào, chỗ kia cần phải làm thế nào. Đấy, ví dụ như thế. Thì đây là cái nhóm công cụ Dimension, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề về chú thích, kích thước của các cái chi tiết bản vẽ thiết kế của mình. Đấy, cái cách dùng của nó thì rất là đơn giản như vậy thôi.